Như hình như vừa mẹ anh cũng vừa đề cập ở phần trên thì rõ ràng là dịch bệnh Covid-19 nó cũng mang đến cho chúng ta những tác động rất là tích cực. Ví dụ như là chúng ta ý thức được về sức khỏe của bản thân, rồi dành nhiều thời gian hơn để tập luyện thể dục thể thao. Và việc thời gian mà chúng ta bị giới hạn về việc đi lại thì cũng giúp cho chúng ta cảm thấy quý trọng hơn những hoạt động ngoài trời, rồi những hoạt động dã ngoại hay là được dịp đi đây đi đó chẳng hạn. Đúng là như vậy, và hè đến là dịp để chúng ta có thể đi đây đi đó, như là chị Hạnh Dung nói là khám phá những địa điểm lên rừng xuống biển để mà chúng ta có thể tận hưởng thư giãn. Bên cạnh đó cũng nhân dịp này mình thử tìm những địa điểm mới, khám phá ra những hoạt động thú vị. Và gần đây thì Đắk Nông cũng là một điểm đến thu hút sự quan tâm của rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn mà đam mê phượt. Và Đắk Nông cũng là một điểm đến với rất nhiều những hoạt động thú vị. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 260 km, sức hấp dẫn của Đắk Nông là vẻ đẹp của những thác nước còn hoang sơ và những mặt hồ tĩnh lặng trong xanh lọt thỏm giữa những cánh rừng nguyên sinh. Trong đó được ưa thích nhất là vùng hồ Tà Đùng có diện tích 5.000 hecta với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ, từ trên cao nhìn xuống như là một vịnh Hạ Long kỳ ảo giữa đại ngàn Tây Nguyên. Đắk Nông còn có một kỳ quan hết sức đặc biệt nhưng chưa được biết đến nhiều. Đó là công viên địa chất với hệ thống hang động núi lửa bao gồm đến 50 hang lớn nhỏ, tổng chiều dài hơn 10.000 mét, có lịch sử hình thành khoảng 140 triệu năm từ hoạt động phun trào núi lửa. Trong số đó, hang C7 dài 1.100 mét được ghi nhận là hang động dung nham dài nhất Đông Nam Á. Ở Việt Nam có nhiều hệ thống hang động, thì ở miền Bắc thì hầu hết các hang động là hang động karst, tức là hang động được hình thành do sự hòa tan của nước đối với đá vôi. Còn ở khu vực đá núi lửa thì cụ thể tại hang này thì chúng ta sẽ thấy là hang được hình thành do các dòng dung nham ngầm trong quá khứ. Khi núi lửa hoạt động thì dung nham là những cái vật chất rất là lỏng chảy tràn. Lớp bên trên tiếp xúc không khí nó sẽ nguội trước và đông cứng trước, còn những cái lớp bên dưới sẽ nguội sau, cho nên nó vẫn tiếp tục là ở trạng thái lỏng và nó di chuyển tạo ra những hốc rỗng kéo dài bên dưới những lớp bazan đã đông cứng. Rồi khi mình vào trong hang này á là nó có những cái dấu mà ở bên công viên địa chất họ sẽ làm để cho tình trạng cái gì chúng ta khi đi vào hang đó là hang bí hoặc là hang thông, thì nhờ những cái mũi tên này để mình biết đường mà mình đi. Rồi bây giờ là mình sẽ đi ra cái chỗ mà đẹp nhất của cổng C4 ra nha. Công viên địa chất Đắk Nông chiếm tổng diện tích lên đến 4.700 km², trải dài trên 6 trong 8 huyện thị của tỉnh, gồm Krono, Cư Rút, Đắk Min, Đắk Son, Đắk Lon và thị xã Gia Nghĩa. Chỉ mới bắt đầu được khai thác một số đoạn hang tương đối dễ đi, chiều dài vài trăm mét. Đặc thù của hệ thống hang động núi lửa là khô ráo, chia thành những đoạn hình ống, cong, phân nhánh với các nhũ dung nham hình thù độc đáo. Hệ thống hang động ở Đắk Nông được các nhà khoa học phát hiện từ năm 2007, vẫn còn những dấu tích cư trú của người tiền sử chừng 90.000 năm về trước. Nằm trọn vẹn trên cao nguyên Mênh Mông ở độ cao trung bình 700 mét so với mực nước biển, có rừng nguyên sinh, có hang động, hồ và thác nước, có đỉnh Tà Đùng cao 1.982 mét. Đắk Nông rất thích hợp cho những loại hình thể thao dã ngoại phong phú và các hoạt động trải nghiệm khám phá đời sống bản địa của 40 dân tộc anh em cư trú trên vùng cao nguyên, từ thế hệ này qua thế hệ khác như người Kinh, người Mông, người Tày, Dao, Thái, Mường, Mã, v.v. Nhiên độ nó sẽ mát nhạt. Và thứ hai á, nếu mà ở xây ở những cái gốc chẳng hạn như là Hòn Đông Bộ gì á thì nó giữ ẩm tốt, dẫn đến là giống như cháy không khí vậy đó ha. Rồi đi quyên lỡ rồi đó, như nhẹ thôi. Là nơi chảy qua của những dòng sông lớn, sông Krông Anna, sông Cái và sông Krông Nô, sông Đực, hợp lưu thành dòng Serepok, con sông lớn bậc nhất ở Tây Nguyên. Đắk Nông có những ngọn thác hùng vĩ nằm ẩn sâu trong rừng nguyên sinh như thác Rây Nu, thác Rây Sáp, thác Liên Nung, thác Bảy Tầng, là những điểm đến hấp dẫn giới trẻ và dân phượt, những người yêu thích sự trải nghiệm, thử thách, khám phá.
Sở thích của em thì em rất là thích ở bên ngoài trời. Em không phải là người có thể dành quá nhiều thời gian trong ngày để ngồi trong văn phòng một chỗ được. Nên là trước đây thì em có thực hiện một số tuyến trekking khoảng 1-2 lần một năm. Thì đối với tuyến này thì tuy là lần đầu tiên nhưng nó rất là thú vị. Em là một người rất là thích thể thao và những cái hoạt động ngoài trời. Nhưng mà về trekking thì cái lần này là lần đầu tiên mà em đi trekking. Và cái thích của cung đường này có nghĩa là em thích là một, tại vì nó có một bên thì nó hơi khô, còn bên này thì lại là rừng nguyên sinh rất là đẹp cho nên. Với vị trí địa lý thuộc Nam Trung Bộ, cửa ngõ phía Tây của Tây Nguyên, nên điều kiện thiên nhiên và địa hình của những tuyến trekking ở Đắk Nông không quá khắc nghiệt, phù hợp với nhiều đối tượng du khách khác nhau. Ngày không quá nóng, đêm không quá lạnh và cung đường không quá khó. Nhưng nếu bạn muốn khám phá hết vẻ đẹp của những ngọn thác và khu vực lân cận, bạn phải kết hợp đi bộ xuyên rừng và xe công nông và có thể phải mất 2 đến 3 ngày tùy theo cung đường bạn chọn. Một số ngọn thác như thác 7 tầng chênh lệch độ cao đến 350m nằm sâu trong những tán cây rừng cổ thụ nên người đi phượt cần có sự tìm hiểu, chuẩn bị chu đáo từ trước. Trở ngại nhất là mình đi vào cái điểm mà cái bắc nó đứng quá. Dạ, như chiều nay nó tụt xuống. Nó trơn hả anh? Sỏi đá nó trơn hay sao? Mùa nắng thì lá nó cây khô. Nó nhiều, lá khô nhiều. Rồi mình đạp lên rồi mình trượt. Còn mùa mưa mà mưa nó vừa thôi thì mình đi được. Mưa mà đúng vào mùa mưa thì trơn quá. Nó trơn, nó lại càng trơn thêm. Tại vì nó cái lớp thực bì nó dày quá. Nước mưa nó quá trình lâu ngày thì nó đọng lại. Vì ngày nay khi mà tốc độ đô thị hóa ồ ạt thì chúng ta càng ít cơ hội để ra ngoài và từ đó thì mình cũng muốn tận dụng nhiều thời gian để có thể hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn dù là ở độ tuổi nào. Và trekking cũng là một hoạt động giúp cho chúng ta rèn luyện sức khỏe và thư giãn về mặt tinh thần. Bên cạnh đó còn giúp cho các bạn nhỏ, đặc biệt là các em trẻ em có thể rèn luyện được sự ham thích vận động và những kỹ năng sinh tồn. Chúng ta sẽ lên tới cái thác 7 tầng. Anh dục bên trên chóng. Nhưng mà tất cả các anh chị chúng ta nên đi ở giữa để đảm bảo. Du lịch là để nghỉ dưỡng, hưởng thụ sự tiện nghi ư? Không hẳn. Ngày nay du lịch khám phá và trải nghiệm mới là xu hướng được ưa thích không chỉ với giới trẻ. Cho dù đó là một cung đường dài với vài trạm dừng chân dọc đường, cắm trại qua đêm hay chỉ là chuyến đi ngắn trong ngày, bất cứ ở mùa nào, với độ tuổi nào đều có thể tìm được những điều thú vị cho riêng mình. Dù địa hình không quá hiểm trở, nhưng bạn vẫn phải chọn một đôi giày thật tiện lợi nhé, để êm chân khi trèo lên dốc, dẫm lên sỏi đá, lội ngang qua suối. Một cây gậy chống giảm tải cho đôi chân, một chiếc ba lô gọn gàng cùng những vật dụng cần thiết. Chú ý đừng chất đồ quá nặng. Một ít thức ăn nhẹ và quan trọng nhất phải là nước. Bạn nhất thiết phải cung cấp đủ nước cho cơ thể khi vận động ngoài trời cả ngày. Tại vì là em thích thiên nhiên, là em thích cái mùi thơm của cây cỏ. Và sau mỗi chuyến đi leo núi là em cảm thấy là mỗi núi thì là sẽ có cảnh đẹp khác nhau, là cung đường, độ khó khác nhau hết. Đó là về vấn đề là kỹ năng di chuyển trong rừng, nhất là khi mà đi đồng đội để tránh trường hợp là bị lạc và mình có những cái chặng nghỉ phù hợp thì sức của mình sẽ nó sẽ ổn định hơn khi mà mình nó tạo làm cho mình không quá mệt khi mình leo núi. Về vật dụng để đi trekking cho phù hợp, không phải lúc nào cũng mang quá nhiều là tốt. Em nghĩ là áo ấm, ba lô trợ lực, một đôi giày và một đôi dép để mình có thể băng suối. Trước đây, rừng rậm thường bị coi là chốn hoang dã không an toàn, có thể bất lợi cho sức khỏe. Nhưng giờ đây nhiều người phát hiện ra rằng việc đi trong thiên nhiên đem lại cảm giác dễ chịu khi chúng ta được rời xa nhịp sống tất bật ồn ào của đô thị trong vài ngày. Với người trưởng thành, đó là dịp để kiểm tra lại thể lực. Với trẻ em, đó là điều kiện để tập ham thích vận động, học hỏi kỹ năng sống và trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn vào bản thân mình. Thì kiểu lần đầu em đi trekking á nên em bị đuối, em bị hụt hơi thì kiểu bỡ ngỡ này nọ, nhưng mà có đi thêm tập thể dục này nọ để chuẩn bị cho chuyến đi này thì em thấy sức khỏe của em đã cải thiện rất là nhiều.
những cái ngày đầu con cũng có đi, sau đó thì con cũng quen dần, cho nên là bây giờ con có thể rút ra được những cái kinh nghiệm từ những ngày đầu và sử dụng nó vào cái ngày cuối này. Thực ra cái mình rất là tham thích những cái hoạt động về thiên nhiên, ví dụ leo núi rồi cắm trại thì đã đi rất là lâu rồi. Thì mấy đứa nhỏ từ nhỏ nó thấy ba mẹ nó hay tham gia vậy, nó cũng tìm hiểu, nó thấy ba kể là những chuyện rất là hay, thì nó đã có những cái gọi là trong đầu nó là cái ý thích rồi. Thì mình khuyến khích nó, rồi mình cũng động viên, thôi không sao, có gì ba mẹ mấy cô chú trong đoàn sẽ hỗ trợ cho con. Thật sự thì cũng có là thấy những cái đoạn đường nguy hiểm cũng lo cho tụi nó, nhưng mà nghĩ thứ nhất là tụi nó có trải nghiệm, thứ hai là ở nhà quanh quẩn thì tivi rồi game, nó không có hoạt động thể chất nào nhiều, thành thử là đi những cái hoạt động này nó vừa thể lực phát triển mà vừa được nghe thầy Phương nói chuyện về đất cát, về cây cỏ, bổ sung thêm kiến thức cho mấy đứa nhỏ thì mình thấy rất là hay. Tuy nhiên, một khi mà loại hình du lịch khám phá trekking càng lúc càng phát triển rộng khắp thì có hai yếu tố quan trọng cần phải được kiểm soát. Đó là an toàn cho người tham gia và giữ gìn bảo vệ môi trường thiên nhiên. Cho dù là sử dụng dịch vụ hay bạn đi tự phát, những người trekking cần phải có kiến thức, thông tin cơ bản về chuyến đi, địa hình và sự hướng dẫn của nhân viên kiểm lâm hay người dân bản địa, hướng dẫn viên có kinh nghiệm hỗ trợ du khách. Và mỗi thành viên trong đoàn đều phải có ý thức tự giác tuyệt đối về việc bảo vệ môi trường thiên nhiên. Một chuyến đi ngắn, ngày vận động, đêm ngủ ngoài trời, lắng nghe và hít thở thiên nhiên chắc chắn sẽ là liệu pháp hiệu quả nhất, đem lại cảm giác thư giãn và tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống hàng ngày.